hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái uh, event lính uh, hắc quạ, lính nhảy dù hắc quạ, Paratrooper uh, của WebHat Đây là một cái event mới mà nó có liên quan đến uh, đến 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 uh, cái cuộc chiến mà của tổng thể của toàn Liên Minh. Thì uh, đây là cái màn hình tổng quan của cái uh, cái 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 event lần này. Thì cái event lần này là uh, Lilith đã muốn đề cao cái tính tập thể trong các cái sự phối hợp giữa các thành viên của Liên Minh. Thì uh, trước tiên là sơ lược qua về cái event lính dù xâm lăng này là uh, anh em có thể chọn độ khó đúng không? anh em có thể chọn độ khó chắc là bắt đầu giống như là cái event dò uh, mìn tức là chúng ta sẽ bắt đầu từ mức độ khó dễ sau đó là đến cái mức độ khó tăng dần đúng không Đấy, đến mức độ khó tăng dần ví dụ như là đây là dễ là chúng ta sẽ có những phần thưởng theo các cái cấp bậc uh, độ khó như này thì điều kiện như ở đây thì anh em có thể đọc đọc giới đọc 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 nó giới thiệu là điều kiện tiên quyết để phòng thủ là phải tối thiểu 15 liên minh à, à 15 chỉ huy à, phải phòng thủ thành công căn cứ của mình. Cấp độ khó cao hơn sẽ được mở khóa khi mà chúng ta phát động các sự kiện tiếp theo. Tức là à cái này là nó sẽ có cái tính trường hợp là là, là là event này diễn ra định kỳ có lẽ là theo tuần, tuần một lần hoặc là hai tuần một lần, đúng không? Đấy và cái thứ hai là anh em cần để ý là cái mật độ sự kiện này nó đang còn chỗ trống để anh em đáp hay không. À, anh em còn có thể làm được hay không nhé yeah. à, thế thì ở đây có một vài cái lưu ý này là cái sự kiện này là diễn ra cho toàn liên minh à, Đấy là cái thứ nhất toàn liên minh và nó không chừa một ai cả Cho nên là sự kiện này yêu cầu anh em phải online một cách đông nhất có thể Đông nhất có thể để chúng ta cùng làm để tránh trường hợp nó bị fail Đây là mức sự kiện cơ bản thì chúng ta sẽ có những phần thưởng nó nó tốt hơn Hầu như là gấp đôi đấy, Hầu như gấp đôi, à đây có một cái linh kiện vàng, Ô, ngon quá Mức sự kiện thường hai bản linh kiện vàng Và 150.000 tài nguyên mỗi loại chúng ta có thể lựa chọn Đúng không? Bốn linh kiện vàng cái này cực kỳ có vẻ là rất rất ngon, cực khó này là sẽ tám linh kiện vàng. Ui, cực kỳ ngon cho toàn thể anh em Liên Minh cái sự kiện này là sự kiện cực kỳ ngon. Rồi thế tiếp theo là điểm điểm Liên Minh. Điểm Liên Minh này thì các Liên Minh đánh sự kiện là các thành viên Liên Minh càng đánh được nhiều thì điểm của Liên Minh đó càng nhiều và phần thưởng dành cho điểm Liên Minh là chúng ta sẽ có ở đây dành cho các thành viên Liên Minh khác nhau. xếp thứ hạng một là 500.000, 500.000 ngân quỹ, 500.000 tài nguyên và mỗi loại là 30 30 thùng nhá. Yeah. cực kỳ ngon đó nha anh em cho nên là cái 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 sự kiện này anh em chúng ta cố gắng chúng ta tham gia. Rồi ok bây giờ uh, trải qua uh, giới thiệu về cái sự kiện này cụ thể để anh em có thể uh, chúng ta có thể xem kỹ hơn. Thì uh, cái sự kiện uh, lính nhảy dù cuộc xâm lăng của lính nhảy dù này thì anh em có thể hình dung là nó giống như cái trò chơi Plan and Zombie ấy, là nó sẽ có 25 tơn 25 tơn quái xuất hiện. Uh, anh em đép thành công tơn thứ nhất thì chúng ta sẽ có 60 giây để chúng ta đợi và hồi lính hồi quân và À, trong vòng 60 giây tiếp theo thì là lính nhảy dù nó sẽ nhảy từ trên trời, nhảy từ máy bay, nó nhảy xuống à, Thế cho nên là nó nhảy đáp ngay tại nhà chính của chúng ta và yêu cầu anh em chúng ta phải sử dụng các quân lực của chúng ta làm sao là phòng thủ nhà chính à, Thiêu diệt lính bạn Quạng Thế thì để kích hoạt được cái nhiệm vụ này ấy, thì à, phải là từ bậc R4 tức là sĩ quan trở lên đến à, các nhà lãnh đạo nhá. Và thành viên liên minh tại thời điểm đấy phải online ít nhất là 10 người Đấy, phải nói ít nhất là 10 người, còn nếu mà thấp hơn thì chúng ta sẽ không kích hoạt được cái sự kiện này, phải ít nhất 10 người online Nhớ Cách chơi thì, như mình giới thiệu thì lính nhảy dù nó sẽ nhảy từ trên trời xuống, nhảy từ máy bay xuống trong 25 uh, tơn Mỗi tơn nó sẽ có một số loại quái uh, uh, khác nhau, nó rơi xuống uh, nhà chính của chúng ta và yêu cầu chúng ta phải đép nhà Đấy. Cuộc uh, xâm lược này thì mình vừa giới thiệu là nó có 5 cấp độ khó, thì anh em có thể chọn cấp độ khó dễ nhất Đấy, Dần dần trở lên, Đấy. sau đó là đến các cấp độ uh, cao hơn nhé các cấp, cấp độ cao hơn giống như là sự kiện domin cái điểm thứ ba anh em cần lưu ý là những người uh, chơi uh, mà rút lui trước khi kết thúc uh, sự kiện này Đấy, thì sẽ được tính là là thua Đấy. thì khi mà chúng ta vào sự kiện này thì nhà chúng ta sẽ được đóng băng tức là đóng băng là chúng ta đang trong thời gian uh, diễn ra sự kiện thì trong cái thời gian đó anh em không được ao liên minh là một không được tele đi chỗ khác là hai này, không được hóa thành xe là ba đó, bởi vì chỉ, anh em chỉ cần làm ba cái việc đấy thôi là ngẫu nhiên là nhiễm nhiên là anh em sẽ bị tính là thua và thua thì anh em sẽ bị ao ra khỏi cái event này và không được làm tiếp đấy, thì mà đã không được làm tiếp thì điểm anh em sẽ không có và điểm liên minh cũng sẽ không sẽ không có để 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 để, để tính vào tổng điểm nhé thế thì um, à, sau khi mà chúng ta kết thúc cái sự kiện này thì các cái độ bền mà do lính hắc quạ nó gây ra thì nó sẽ được reset về 100% cho anh em cho nên anh em không cần phải lo nhé rồi về điểm thưởng thì như mình vừa chia sẻ là mỗi thành viên uh, online, mỗi thành viên tham gia sự kiện Khi online thì sẽ tiêu diệt đợt lính hắc quạ sẽ được cộng điểm vào điểm tổng của liên minh Và điểm tổng liên minh này sẽ được xếp hạng Và chúng ta xếp hạng liên minh thì chúng ta sẽ có phần thưởng dành cho các thứ hạng xếp hạng như vậy Nhá. Cho nên ý, để đạt hiệu quả cao nhất đối với cái event uh, lính nhảy dù này Thì có lẽ là anh em cần phải tập hợp clan chúng ta đông nhất có thể, online đông nhất có thể Nhá, Và cố gắng chúng ta đép nhà trong 25 tơn quái Tơn quái nó nhảy đến đâu? thì anh em phải cố gắng clear hết đến đó nhá. chứ anh em đừng để nó tích tụ lại nó đông quá nó đông quá thì dẫn đến là nó lát máy mà có thể nó bị ao nó bị lỗi hệ thống rồi nó mất kết nối rất rất nhiều vấn đề đi kèm Đấy, và khi đó anh em không làm được nhiệm vụ thì chúng ta sẽ bị mất phần thưởng rất là phí ok Đấy, cho nên là chúng ta cần phải tính toán về 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 cái cấu hình máy của chúng ta này và cái thời điểm này rồi còn một câu hỏi nữa mà nhiều anh em vẫn đang thắc mắc đấy là uh, chơi cái sự kiện này thì chúng ta có cần phải quay về chung một map không à, xin thưa anh em là chúng ta không cần phải quay về chung một map chúng ta đứng ở map nào cũng được tốt nhất là đứng ở map mà ít người chơi càng tốt để chúng ta đỡ bị lag, chúng ta đỡ bị uh, đông nhá anh em cứ đứng ở map nào cũng được miễn làm sao anh em tham gia vào trong cờ lan và online đúng cái thời gian mà do các nhà lãnh đạo người ta quy định ra thì trong thời gian đó anh em cố gắng đép nhà cố gắng đánh đánh đánh, đánh ấy còn một cái điểm nữa nhớ anh em muốn là đứng gần nhau để hỗ trợ bắn nhau cái này thì mình không rõ nhá mình cũng chưa từng chơi cái event này bao giờ mà cũng chưa thấy nhiều người chơi view cái này bao giờ cho nên là mình không chắc cho nên tốt nhất là anh em cứ đứng xa nhau ra đứng xa nhau ra đi để để quái của của các nhà đối của, của, của các nhà bên cạnh nó đỡ tấn công anh em đúng không nó đỡ lag máy và chúng ta có thể clear nó dễ dàng hơn Đấy, thế thì một cái 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 kinh nghiệm để chơi cái thể loại này thì tốt nhất là anh em lên uh, reset cái con xe chủ lực của mình và dồn toàn bộ đều cho uh, tất cả những đơn vị còn lại. Uh, như trước mình vẫn hướng dẫn anh em là chúng ta nên uh, dồn toàn bộ tài nguyên anh em có vào một xe và mang một xe này đi đi đấm nhau thôi nhưng mà event này để muốn làm nó hiệu quả nhất thì anh em lại reset cái xe đó và dàn đều ra cho 5 đơn vị còn lại để chúng ta có hỏa lực tương đương hỏa lực tốt nhất và từ cái hỏa lực đó thì chúng ta có thể tiêu diệt các cái lính nhảy dù nó nhanh nhất có thể nhà lính nhảy dù ở đây không chỉ đơn giản là bộ binh mà nó còn có rất nhiều các đơn vị xe khác nhau, cho nên anh em cần phải lưu ý cái vấn đề này. OK? À, thì đây là một vài cái review tổng quan về cái sự kiện uh, lính nhảy dù thoát quạ và chúc anh em, clan anh em có thể uh, phối hợp với nhau thật tốt để chúng ta có thể chiến thắng được cái event này và giành được các phần thưởng dành cho liên minh của chúng ta. OK? Còn bây giờ là uh, đến phần cuối của video rồi, anh em uh, có thể đợi đến 7 giờ tối ngày hôm nay mình sẽ tiến hành livestream và à có mình sẽ ghi lại các cái bước làm đối với cái event này để anh em có thể tham khảo và anh em học hỏi lưu ý là cái event này nó diễn ra trong vòng 4 ngày anh em không cần phải lo lắng vấn đề quá sớm nếu làm quá sớm chúng ta lại làm chuột bạch nhé rồi bây giờ đến thời bây giờ là cái thời điểm kết thúc cái video này nếu anh em cảm thấy hay thì xin anh em một like subscribe và share video này đến bạn bè của mình ok còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video clip lần sau goodbye